Xin chào mọi người. Hôm nay cửa hàng móng cái Green tiếp tục về một cái con cưa xích Husqvarna 236 nghe. Đấy. Hôm trước cách đây khoảng tuần thì mình có lên video giới thiệu với mọi người cái con 236. Đấy. Tuy nhiên là có mỗi một con thì rất là nhiều khách đặt hàng. Thì hôm nay thì mình tiếp tục về một con 236 các bạn nhé. Thì lên video để giới thiệu với các bạn. Con này thì là công suất của nó là 38cc. 38cc các bạn nhé, Husqvarna Thụy Điển. Hàng Thụy Điển, sản xuất tại Thụy Điển và nó xuất sang thị trường Nhật Bản. Con này thì mình nhập từ các cái công hàng bãi của Nhật về. Rất là đẹp luôn các bạn nhé, zin nguyên bản luôn các bạn nhé. Này, các bạn có thể thấy là nó khá là đẹp. Đấy, nam xích của nó đi theo máy các bạn nhé, mà cái xích của nó là cực kỳ mới luôn này các bạn này, rất là dài, dày. Đấy, xích thì còn dùng rất là lâu. Đấy, nam xích là zin đi theo máy luôn. Đấy, nói chung là máy của nó, hàng của nó là sản xuất như nào thì là đến bây giờ thì sử dụng như vậy. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bạn nhé. Đây mình quay phía bên đây cho các bạn nhé. Đấy, đây là cái tay bạn mở cái ốp nam ra, rất là đẹp luôn, y như cái con hôm trước mình lên video. Đấy, hôm trước mà bạn nào mà chưa đặt hàng mua được thì hôm nay có thể là theo dõi video để mua hàng nhé các bạn nhé. Điện thoại của mình sắp hết pin, bây giờ hiện tại bây giờ điện thoại chỉ còn có 3% pin, cho nên là mình sẽ đi nhanh video để cho các bạn theo dõi. Ok, sau đây mình sẽ test nổ tiếng máy luôn thì cho các bạn không là nó hết pin nhé các bạn nhé. Đấy, một tay cầm. Đấy. Một tay cầm điện thoại, một tay quay cho nên nó rất là khó các bạn ạ. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đó, ok nào. Đây nhá. Rồi ok, con này cực kỳ đẹp luôn. Đẹp, bền, rẻ, hàng Thụy Điển thì cực kỳ là đã rồi. Rồi, ok, điện thoại mình hết pin đến nơi rồi. Bạn nào mà có nhu cầu mua hàng thì liên hệ ngay với mình qua số Zalo 0983 804 084 để đặt mua hàng nhá. Số điện thoại và giá sản phẩm mình luôn ghi phần mô tả video nhá. Rồi ok, lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.